Chào mừng các bạn đã đến với bản tin S News và hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đang là một cái tên được rất nhiều người chú ý và yêu thích bởi sự dễ thương của cô trong thời gian đi cách ly y tế. Và các bạn hãy cùng với S News lắng nghe những chia sẻ mới nhất của Hoàng Yến trong thời gian này nhé. Thời gian gần đây, cái tên Võ Hoàng Yến thường xuyên được hiện lên trên các trang tin, các hội nhóm có đông đảo thành viên trên mạng xã hội. Tên của nàng siêu mẫu được nhắc đến nhưng không phải cùng với những bước catwalk điệu nghệ, cũng không phải cùng với những bức ảnh thời trang cá tính, mà được nhắc đến nhiều nhất bởi vì câu chuyện dễ thương khi nàng siêu mẫu nổi tiếng đi cách ly. Rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu trong khu vực cách ly của Võ Hoàng Yến đã được cư dân mạng truyền tay nhau rầm rộ, như tạo dáng chụp hình thời trang hài hước hay mở lớp dạy đi catwalk tại sân cầu lông. Và mới đây nhất chính là khoảnh khắc chụp ảnh hóng hớt một cặp đôi đang tỏ tình. Nhanh chóng, hình ảnh Võ Hoàng Yến đã khiến cho nhiều người cười bể bụng và chế thành những bức ảnh siêu hài hước. Khi thấy bức ảnh đang gây bão trong cộng đồng mạng, siêu mẫu Hoàng Yến đã quyết định chia sẻ câu chuyện phía sau. Theo đó, Võ Hoàng Yến cho biết, chính cô đã tự tay chuẩn bị bó hoa để chàng trai trong ảnh tặng cho vợ mình nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở trong khu cách ly. Đặc biệt, đó chính là bó hoa handmade do Võ Hoàng Yến và bạn cùng phòng làm. Tuy cách ly nhưng vẫn mong muốn tạo được sự bất ngờ và kỷ niệm đáng nhớ cho ai đó. Thấy người ta hạnh phúc mà mình cũng hạnh phúc lây. Sau khi cô chia sẻ về câu chuyện, rất nhiều người đã liên tục thả tim và để lại bình luận rằng, dù bạn là siêu mẫu nổi tiếng nhưng bạn vẫn rất gần gũi và đáng yêu. Mấy nay bà Yến hài dễ sợ, chết cười với bà mất thôi. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để cập nhật thông tin mỗi ngày.